Đây là phần rìa, đây là phần bốn con sò sát nha các bác. Máy đẹp long lanh này, các bác cùng xem nhé. Nhức nách luôn á. Bác là muốn sở hữu thì liên hệ cho em. Giá 16 triệu. Em Chiến chào các bác nha. Thì sau đây em mời các bác cùng xem những cái siêu phẩm của Sansui. Đây là con Amri Sansui 2000X nha các bác. Xuất âm tụ chạy sò sát, là đối tác của những dòng loa cổ như là Pioneer, Sansui, AR vân vân. Những dòng loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật đều đánh rất là tốt. Tại vì những dòng receiver của Sansui thì nó không can loa, và đặc biệt tiếng nó ra rất là ấm, nó là những dòng xuất âm tụ. Nên là các bác mà yêu nhạc vàng, nhạc bolero chiên thì rất là thích nghe những dòng này. Vừa nghe vừa trưng bày, vừa có thể ghép với những con bánh cối này để phía trên cực kỳ hợp và đẹp luôn nha. Con này con 2000X nha các bác. 2000X. Đẹp long lanh, hàng bay về. Hàng đấu giá về, không một điểm trừ nha. Trước tiên là mời các bác cùng xem cạnh vách này. Đấy, chắc máy này, chắc máy bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, xe 7 màu, con này đời tụ đen nha. Tụ đen rất là hiếm. Đen trắng gì nó cũng một giá, nhưng mà tụ đen thì nó hiếm hơn. Vuông thành sắc cạnh đấy nha các bác. Thùng gỗ là đẹp keng. Phía trên là có những cái khe mở ta để thoát hơi các bác. Em nó chạy 4 cầu điện nha các bác. Chạy 4 sò sắt, 2 cầu loa ABA cộng B. Con này series là 0207 nha. 0207. Máy rất đẹp nha các bác. Máy rất đẹp. Kính công nha, đẹp và nét và sạch sỉ luôn nha. Series 0207, bác nào mình lấy alo cho em. Sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Tất cả máy bảo hành nguyên zin, hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Các bác về chỉ việc cắm điện mà xài thôi. Hiện tại thì em nó từ Mỹ về nên đang sử dụng điện Mỹ. Nếu các bác muốn xài điện 220 thì phải yêu cầu với em trước khi em gửi hàng, em chuyển điện cho các bác nha. Vâng, em mời các bác cùng xem độ mới của những cái sản phẩm bên em đang đưa về, đó là con Sansui 2000X Sexy 7 màu. Đây là phần chuyển điện cầu loa nè các bác. Cầu chuyển điện đấy, tăng phô và tụ. Và đây là hai tụ xuất âm cho hai vế. Đây là phần rề, đây là phần bốn con sò sát nha các bác. Đấy. Máy đẹp long lanh này, các bác cùng xem nhé. Nhức nách luôn á. Bác là muốn sở hữu thì liên hệ cho em. Giá 16 triệu bao ship nha bác, chiên không đủ vẫn bớt 200.000 cho các bác nha. Và còn 15.800.000, còn cọc tiền thì vẫn giá 16, cộng khoảng 2 triệu là ship hàng nha. Các bác cho em tên, địa chỉ, rồi chiên khoản cọc tiền hoặc là chiên không đủ cũng được. Chiên không đủ thì bớt 200, thì chiên không đủ thì nó không tốn tiền phí thu hộ nên em bớt 200 cho các bác. Còn cọc tiền thì vẫn giá 16, cọc thì khoảng 10% trở lên, 1-2 triệu thì em ship hàng tận nơi nha.